Xin chào, tôi là Văn Hưng. Chào mừng các bạn đến với kênh của công ty luật CAS. Căn cước công dân là một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng của người dân. Vừa qua, Nghị định số 144/2021, Nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong đó, có một số quy định đổi mới liên quan đến căn cước công dân mà người dân cần chú ý để tránh bị xử phạt. Các quy định đó là gì? Hãy theo dõi video ngày hôm nay. Xử phạt đối với hành vi thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố, mua, bán, thuê, cho thuê chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Hành vi cầm cố, thế chấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân đã diễn ra tương đối phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, trước năm 2022 vẫn chưa có quy định nào xử lý đối với hành vi này. Nghị định 167/2013, nghị định của Chính phủ trước đây chỉ quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. Nghị định 144/2021 thay thế Nghị định 167/2013 đã mở rộng phạm vi xử phạt đối với các hành vi khác liên quan đến việc cho người khác chiếm giữ, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân với mức phạt nặng hơn. Cụ thể là phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với các hành vi sau: thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, mua, bán, thuê, cho thuê giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, mượn, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. Đồng thời, Nghị định 144/2021 còn quy định thêm hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong trường hợp mượn, cho mượn để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm nói trên, không đổi căn cước công dân khi hết hạn. Nghị định 167/2013 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân. Nghị định 144/2021 tăng mức phạt đối với hành vi này. Cụ thể, hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng. Do đó, người dân cần lưu ý đến thời hạn sử dụng thẻ căn cước công dân của mình để thực hiện đổi thẻ mới trước khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi theo quy định của luật căn cước công dân 2014. Người dân có thể thực hiện đổi thẻ căn cước công dân trước trong thời hạn 2 năm trước khi đến tuổi quy định mà không cần phải đợi đến đúng tuổi đổi thẻ căn cước. Khi đó, thẻ căn cước công dân được cấp sẽ có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Xử phạt đối với hành vi cố ý làm hỏng chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hủy hoại, cầm cố làm hư hỏng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trước đây, Nghị định 167/2013 không quy định biện pháp xử lý đối với hành vi này. Dùng chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả, làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Nghị định 167/2013 có quy định phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với các hành vi dùng chứng minh nhân dân, làm giả chứng minh nhân dân. Nghị định 144/2021 thì mở rộng phạm vi xử phạt, tăng mức tiền phạt và quy định biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, hành vi dùng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân hoặc làm giả các giấy tờ sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được cho thực hiện hành vi vi phạm. Nhìn chung, Nghị định 144/2021 quy định bổ sung và tăng nặng hình phạt đối với các hành vi vi phạm về việc sử dụng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. Người dân cần lưu ý quy định nói trên để sử dụng các loại giấy tờ tùy thân đúng theo quy định pháp luật, tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn có thắc mắc, các bạn có thể để lại comment bên dưới video này. Công ty luật sẽ tổng hợp để giải đáp pháp lý chung trong các video lần sau. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.